hôm nay chúng ta sẽ có gì nằm trong tải tựa game flop này của chúng ta nhá. Vậy bây giờ thì cùng mình tìm hiểu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ có được đó chính là PvP mod các bạn ơi. Shiny Unit, Halloween Back High Ray, Titan Dumbspeaker và Titan Alignment các bạn à. Và chúng ta đang có là Titan Alignment các bạn à. Một con unit với 700 Robux các bạn à. Vai ca trưởng được cái chứ. Rồi và ngoài ra thì có thêm 3 con unit. Trời ơi, mình phải nói rằng là siêu cấp VIP Pro, siêu cấp đẹp luôn các bạn ơi. Đây là 3 con này. Và đây là một cái chủ đề liên quan về Halloween nha. Và thêm một cái nữa, các bạn có thể mở khóa được Pumpkin Mao, một thú cửa dạng Halloween khi mà các bạn đạt được level 10 trong Halloween các bạn à. Và đây, đây mình sẽ đếm lại nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, rồi 4 nè, rồi 4 con unit mới rồi các bạn. Hình như là chỉ đâu đó là 4 con unit mới thôi các bạn ơi. Rồi, và ngoài ra thì có thêm một cái game pass rất xịn là Shiny Hunter. Nó sẽ nâng cấp tỷ lệ các bạn có thể random ra được con Shiny Unit từ 1% lên 2%. Ừ, 2% vãi cái chữ thật. Và ngoài ra thì có thêm một cái rất là đặc biệt là do Trading Plaza Teleport Pro. Thì cái này là dành cho những giới thượng lưu các bạn. Có nghĩa là các bạn sẽ sở hữu được 1 triệu gem, hoặc là các bạn sở hữu được một con Ultimate thì các bạn có thể qua được Teleport rồi. Nhưng mà mình không có sở hữu cho nên mình không qua được nha. Và ngoài ra thì đối với những con unit shiny thì khi mà các bạn sở hữu được một con unit shiny, nó sẽ tăng 50% sát thương và thay đổi toàn bộ màu của nó luôn. What the heck man, update cái tí điếu gì thế này. Video bắt đầu video này, một like một đăng ký của các bạn sẽ là 1 phút quân rớ chơi luôn Toilet Tower Defense các bạn à. Và cũng đừng quên là 10k các bạn có thể sở hữu được Bojoka Zim Anime Defender, 1.5k Zim Toilet Tower Defense và còn rất là nhiều cái dịch vụ khác nha. Và cũng đừng quên là mô hình Buddha Block Food, mô hình Dragon và thậm chí là rất là những cái mô hình khác ngay phần đoạn game của quân rờ luôn. Kéo xuống phía dưới các bạn sẽ thấy được nha. Còn bây giờ bắt đầu video thôi, let's go. Yo, let's go, let's go. Rồng ơi. Yo, thì thử thách này thì chơi chế độ này. Ui, ông bây giờ ông nhìn nào, ông mượt không? Ây, đúng rồi, cái con unit nó mượt chưa? Nó mượt lắm nha. Ui, nó mượt hay nha. Nhưng mà sao tôi thấy nó đục quá ông ơi. Thiệt chứ tôi thấy nó khó chịu mà. Ừ, hơi khó chịu anh em, nhưng mà nó làm game mượt hơn các bạn ạ. Khá là thích. Ây, ông di chuyển cái nó lắc, nhìn buồn cười với đạn. Ủa, tôi ra luôn con Rim Reaper Man rồi này. Đặt luôn đi. Từ từ để xem quay thứ tư đi. Ủa, con này khá đẹp ông ơi, con này đẹp ác. Nói chung update này mình thấy con nào nó cũng có ngoại hình đẹp nha các bạn. Nhưng mà không biết là năng lực của nó như thế nào thôi. Để anh xem chú thế nào. Ok, Titan Unit ngoài hành tinh như thế nào. Hình như nó đang có strain Venom, cái ra luôn cả Venom. Ui, ông ơi. Vai. Got Rim Reaperman thì con này hình như là con thứ hai ở trong rương không ạ? Yes, con này khá là không hiếm. Nhưng mà khá đẹp ấy. Yeah. Ơ, tôi ra luôn con đầu tiên luôn rồi nè. Yes sir, ra. Rồi, đây. Đây đẹp nha, dễ thương nha. Cute for Minecraft. Vãi đẹp. Nó cầm cái sword như kiểu trong Minecraft ha. Cái này là cái kiếm ngọc lục bảo, cài respect vô mày. Yes. Khi mà các bạn chơi chưa quen cái dạng mà đặt unit nó mượt mượt như này nào ạ, thì các bạn sẽ hơi khó chịu. Nhưng mà mình nghĩ các bạn chơi 1-2 hôm các bạn quen thì các bạn khá là thích. Tại vì nhìn nó mượt đấy không ơi. À, tôi hơi nhức đầu rồi đó. Nó cứ lắc không. Ui, tôi ra con Ultimate Quantum luôn này. Vậy, nãy giờ tôi không ra được con farm tiền đâu luôn nè. Ê, tính ra trong cái chế độ này là cái con Ultimate Quantum này nó dễ ra lắm không ơi. Nãy giờ tôi roll ra chắc cũng được 5 con rồi đấy. Lock, rồi mới. Rồi mới, đặt đi. Ừ. Rồi. Trời ơi. Vậy đạn thật. Ui, mới con Santa rồi. Con này là con update trước nè các bạn. Mình cũng đặt luôn. Đúng rồi. Ê, này lần đầu tiên tôi thấy cái con này á ông ơi. Nhìn nè. Con gì đây? Nhìn nè. Đặt coi. Nè. À. Trick or treat à? Ờ, lần đầu tiên thấy luôn ấy. Áo vậy. Ủa sao bé tí vậy? Nó bé tí hả? Nó kiểu nó thay áo hay sao không ạ? Tôi nhớ nó không phải như thế ông ơi. Ồ. Nó làm gì kìa? Chị kìa. Ê, lọt. Lọt đây. Ôi. Nâng cấp cái. Ok. Nó nãy giờ ra đúng hai con skeleton với... Đây rồi. Ra chưa? Con này là con godly trong cái hòm này ông ơi. Nhưng mà tôi không biết là bao nhiêu sẽ đặt được. Ông để 3.000 đi, ông để 3.000 tiền đi ông đặt. Rồi, tôi đã đặt con Titan Dome Speaker. Ôi, đẹp nha.
Ôi nhưng mà tôi chưa thấy có hiệu ứng gì. Không, nó không hay hiệu ứng gì nên là cũng chưa có thể nào mà thấy nó đẹp quá anh em ạ. Nhưng mà ngoại hình thì công nhận là lửa các kiểu khá là cháy. Như là nó có cái dòng Assassin trend đó ông ơi. Là cái dòng chiếm mạng hay sao ông ơi, sát thương chiếm mạng ấy. Yeah, maybe. Nhưng mà chúng ta để xem khi mình nâng level 2 nó sẽ như nào nha. Nâng con này rất là rẻ luôn không? Level 2 chỉ có 1.400. Ủa sao rẻ vậy? Ừ tôi nâng nha. Rồi nâng đây, nâng đây. Không khác gì hết. Không khác mẹ gì hết anh em ơi. À, nó mặc luôn cái giáp ở tay hay sao đúng không? À, nó nhiều giáp hơn anh em nhá. Oh. Rồi level 1 con nào. Ba. Búp. Có gì không? Hình như giáp nó ngầu hơn tí ấy. Nhưng mà hiệu ứng kiếm cái kiểu cũng ngầu hơn tí anh em, nhưng mà mình không thấy có hiệu ứng gì gây cho toilet hay gì cả. Nên nó cũng khá là bình thường ha. Rồi đừng tiếp đi, đừng tiếp đi. Bốn nào. Búp. Không khác gì hết. Không khác gì hết. Con này mới ra nên là mình nghĩ là mình chưa thêm hiệu ứng effect vào cho nó đâu anh em ơi. Nếu ngày mai thì mình nghĩ nó sẽ khác nhiều hơn. Level 5. Rồi, khác nhiều. Khác, nó khác gì luôn. Không khác nhiều. Chỉ tăng DPS các kiểu thôi hai anh em ơi. Không có gì quá là đặc biệt. Oh, đây rồi, đây rồi. Đâu con gì? Let's go. Ui. Ui. Anh ta lên anh em ơi. Quan tâm luôn nè. Vai đẹp. Ê, bấy quan tâm đi ông ơi, bấy quan tâm test sức mạnh đi ông ơi. Ok, Ultimate thì ra khỏi đây. Ôi, con này Karen của nó đâu không? Con này là unit chịu hỏi. Unit chịu hỏi. Bác nó rồi. Nè. Như này. Nè. Nó có đặt UFO nè. À. Rồi UFO ông ơi. Quay. Ông nhìn cái con này chịu hỏi nè. Ông ra đây ông để ý nè. Cái mấy cái con chịu hỏi nó đi ra cái từ đường nào đó, nó lạ lắm ông ơi. Nó lạ lắm nhìn này. Ok. Quái đẹp. Nó đi ra từ cái nào tôi không rõ nha các bạn ơi. Được rồi. Đi ra từ đường nào. Đó. Bắt cả nồi thì cái rồi, để xem con UFO này nó sẽ làm gì nhau. Ok, xem ai. Let's go. Tới đi, tới đi. Ôi dơ. Gì? Tự nhiên cái con tôi lên. Ôi dơ, nó hút lại ông ơi. Vãi đặng. Ok, không có gì đặc biệt lắm. Tôi sẽ nâng con này lên level 6 đã nha. Ok, nâng đây. Level 6. Let's go. Rồi. Không khác gì hết. Không khác gì hết. Rồi, ông nâng cái con này đi. Titan Island đi. Ô, oh, nó bắn kìa. Nó bắn rồi kìa. Ô, nó bắn cái gì vậy? Ghê vậy. Cái gì đây? Tôi bị lắc rồi. Nó hút lại tôi rồi. Ờ đúng rồi, tôi có cảm giác như nó hút phúc ông ơi. Nó hút phúc. Nè, nó có mấy bay người ngoài hành tinh ông ơi. Ông ơi. What the hell man. Ảo gì? Vậy đây. Mấy em là ma đó mà. Rồi. Ê xịn nha. Con này effect rất là đẹp nha các bạn. Đúng là người ngoài hành tinh. Bạn của Venom. Ơi hai sách hai loại đam luôn kìa. Hai loại DPS luôn nha anh em. Ơi cái gì nè. Ơi bưng lên được đấy, nhảy lên được đấy. Ừ máy bay anh em ơi. Vai. Máy bay này nhìn anh lắc nha. Máy bay này chưa có effect nha, nhìn lắc ấy. Rồi giờ tôi up cái con này lên thử nè. Okay, let's go. Rồi thấy gì khác gì không? Vẫn vậy ông ơi. Chắc là khác UFO rồi. Tiếp đi. Rồi tiếp nè. Ông lên cho người đó kìa. Cái loại DPS gì nè. Ui DPS AOE đó không? Ông ơi ông nhìn người tôi nè, tôi lúng xuống dưới đất rồi. À tôi biết rồi, nó vừa bắn một cái chất màu xanh mà nó vừa bắn những cái máy bay này nữa không ạ? Đây là những cái máy bay nó bắn ra cùng với cái chất màu xanh nè. Đấy đúng không? Đúng chưa? Chuẩn luôn đấy. Đấy tính ra cái con này nó mạnh hơn cái con Godly luôn đó. Đúng rồi, con này là ấy có thể kiếm được bằng Robux, còn con này mở hòm 1% nha các bạn, nhưng mà nhìn nó phèn. Rồi. Con Robux này nhìn xịn nè, AOE rất là to luôn. Tôi sẽ up cái con Titan Alignment này lên nào chú mày chưa? Rồi, nâng level 6 đi. Let's go. Rồi, khác gì không? Không khác gì hết. Chưa. Wow, nhưng mà cái tầm đánh nó là full bản đồ. Chưa full được. Đó, ông nâng phát nữa level 7 rồi. Nó mới mắc nè. Let's go. Rồi, mắc rồi. Có gì khác không? Vẫn em ơi, chắc là tăng DPS, cả tăng sức mạnh UFO các kiểu thôi. Nhưng mà công nhận là nhìn đẹp ha. À nhưng mà có một cái điều đặc biệt nha. Ông đi đứng trước cái đèn xanh đi đó. Không. Ông đứng trước cái đèn xanh này nè. Vai. Ủa nhưng mà sao đứng yên rồi? Đứng yên rồi. Vai. Đang bị kẹt. Cái máy bay này nó bị kẹt không ạ? Cái gì đấy? Ngõm luôn rồi. Ê nó bắn nó bay ra ngoài đúng không? Ôi tôi té rồi quá. Sai ông ơi. Cái này chắc là mai admin sẽ fit lại ha anh em ơi. Nhưng mà được, con này được. Ông ơi, tôi ngợp luôn rồi. Phải đặng thiệt. Ôi, hình như là tôi mới vừa thấy được một cái đặc biệt của con Titan Alliance ông mà.
là gì? Đó là ví dụ như lâu lâu ông sẽ để ý là tự nhiên mấy con toilet nó đang đi thẳng luôn, cái nó qua đây xong vô lại. Rồi từ từ nha, bây giờ chúng ta sẽ xem thử coi là nó có đẩy không. Đẩy không? Từ từ. Không, tôi nghĩ là không đẩy ông ơi. Nhưng có mà cái tôi... UFO thì nó sẽ hút những cái con toilet lại. Ê, đâu quá, nó đẩy nè, Đâu đâu? Hết rồi. Không, nó bị kiểu lắc đấy không ạ, mới ra nó vậy. Ừ. Chứ kia tôi thấy cái máy bay này nó hơi ảo ông ơi. Vãi đặng. Hình như là ông có thấy cái con vàng trên đây không? À? Có, máy bay vàng đây. Không, con này đâu phải máy bay. Nhìn kỹ lại đi. Không, tôi chả thấy gì cả. Tôi thấy mấy cái máy bay thôi. Ủa? Ông không thấy gì ngoài cái mấy cái UFO luôn hả? Cái máy bay màu vàng đây. Nè, mấy cái màu vàng nè. Đúng rồi, là máy bay đấy. Ông nhìn ra hình dạng máy bay à? Ủa, mấy con quái vật mà. Ủa thế à? À đúng rồi, quái vật. Nhìn như máy bay à? Vãi đạn thì. Ai tôi kiếm ông ra rồi ông ơi, nhiều quá. Tôi biết rồi ông ơi. Đâu vậy? Mấy cái con mà mình kiếm bằng Robux, hai con ở dưới ấy, hai con đó là thú cưỡi ông ạ. Và cái con Pumpkin Mao tôi nghi nó cũng là thú cưỡi để cưỡi ở ngoài sảnh cho vui thôi ông ơi. Và chúng ta nhảy ở ngoài sảnh ấy. Vậy. Chứ không phải unit đâu. Game đùa và game bịp rồi, nãy giờ hai anh em mình ngồi bấm mỏi tay luôn rồi. Đúng rồi. Thế bây giờ ông nâng những cái con Grim Rebirth này, mấy con này anh xem nó có khác gì không nhỉ? Ok. Đâu, nâng con ở giữa. Level 2. Level 3. Level 4, level 5. Ủa khác gì không? Chả thấy khác gì so với con level 1. Level kiểu 5 hình nó đẹp hơn tí ông ơi. Rồi mắc rồi ông ơi, mắc rồi. Thấy ngoại hình nó hình như là à, nó có mắt kìa, nó có hai con mắt kìa. Ừ đúng, ngoại hình đẹp hơn tí. Còn animation các kiểu nó vẫn vậy ông ơi. À rồi bây giờ tới con người xương của chúng ta nè. Let's go, yes. Let's go. Rồi full rồi ông ơi. Không có gì rồi. Khác hết. Ừ cũng chả gì khác biệt lắm đúng anh rồi. Em ơi. Bây giờ mình sẽ nâng cái con update trước luôn nha. Update trước mình không review. Đó. Ui, lên nhanh kìa. Trời ơi. Đi nha. Rồi nói chung update này chả thấy có gì quá đặc biệt ngoài hai cái con Alan và cái con Tom Speaker này anh em ơi. Khá là to và đẹp luôn. Nhưng mà cái con Alan Man này là con đẹp nhất. Đó, hiệu ứng effect các kiểu, đặt UFO các kiểu ha. Như kiểu Venom luôn. Đây là bạn của Venom nha các bạn. Venom. I am dragon. Và nghe nói là update này có cả shiny nữa không ạ? Hình như shiny nó sẽ so những cái con này nó có skin không ơi. Ví dụ như con này tôi nhớ là skin nó đâu phải Halloween như này đâu. Trick or treat nè. À đúng không? Không, cái con này là trong đợt Halloween mà. Thế à? Nó phải đúng. Skin như này không ấy, tôi thấy nó khác ông ơi. Không rõ nữa ông ơi. Nhưng mà shiny hình như là nếu ông muốn bắt những cái con shiny ông phải mua game pass. Yeah, 499 Robux. Những cái hình dạng màu khác, ví dụ con Alan này nó có shiny thì nó sẽ có màu khác, màu trắng chẳng hạn ha. Yes sir. Thì dạng đó là những cái gọi là sơn súng màu siêu hiếm anh em ạ. Ê, tôi đang nghĩ là shiny tăng nam. Shiny tăng gì đây? Grim Rebirth này ở level cuối nó tạo ra một cái vòng tròn lửa nha, ông thấy không? Oh, không để ý luôn ông ơi, vãi. Yeah. Rồi. Nó tạo ra một cái vòng tròn lửa anh em ơi. Ui, nhìn đẹp vậy chứ. Đẹp phải. Yes. Hình như là mấy con này được lấy cảm hứng từ địa ngục không à? Đúng rồi, Halloween mà. Phải đâu, ấy là kiểu như thuộc dạng lửa địa ngục á. Halloween phải liên quan đến cái đấy à. Rồi và chúng ta đang ở Wave 49 thì nói thật là những cái con này đi chế độ này rất là dễ nha anh em. Khá là khỏe, phải công nhận là điều đó. À mà có một cái điều đặc biệt mà nằm trong update này chắc chắn nãy giờ ông chưa nói luôn. Đó chính là admin đã update thêm một cái khu Pro Trading Plaza. Thì nếu mà ông muốn tham gia vào cái Pro Trading Plaza đó là ông phải có thể sở hữu được 1.000.000 gem hoặc là một con ultimate bất kỳ. Tức là mình phải là trở thành rich kid thì mình mới được tham gia cái khu bảo rồ VIP đó đúng không? Đúng rồi. Rồi hiểu rồi. À với lại nha, với lại là những cái con nào mà shiny thì nó sẽ được cộng thêm 50% set DPS nè, và đồng thời nó sẽ thay đổi màu. Rồi. 50% DPS luôn á. Rồi, let's go. Ủa, thắng luôn rồi. Vãi rồi. Công nhận hôm nay là mạnh phết. Rồi ok, chúng ta ra ngoài solo đi nha. Bây giờ thì bọn mình sẽ solo cái Pencil Karate này và bọn mình sẽ kết thúc cái nhận xét về update này sau nha anh em ơi. Người thua sẽ mất một con Titan Dom Speaker này có chữ ký của mình hoặc UNR tùy bạn chúng nha. Let's go. Rồi, vô nè.
hôm nay có tận 6 con, chẳng nhẽ mình lại được con 50%. 1, 2, let's go. Nào, ra đây. Được con 50% nhá. Ra đây. Ôi. Yeah. Ok, các bạn ở đợt sau và... Ok, và các bạn cảm nghĩ sao về cái sự update này của Toilet Tower Defense? Và có rất là nhiều cái thứ bí ẩn khác mà mình nghĩ là các bạn chưa thể nào tìm hiểu hết luôn. Mình nghĩ là các bạn vào đây, các bạn kia cái kiểu thì mình nghĩ nó sẽ ok hơn để các bạn tìm hiểu kỹ hơn ha. Còn đây là Trading Plaza Pro, nhưng mà mình lại không có bất kỳ một cái nào hết. Công nhận là admin làm những cái khu vải cái đạn thiệt cái chứ. Rồi, và trước khi kết thúc video này thì cũng đừng quên là mô hình check quỷ ngay phía dưới phần bình luận game chỉ với 50 cành cực kỳ đẹp, các bạn có thể làm quà tặng cho em trai, bạn gái hoặc thậm chí là để trưng bàn, nói rất là xịn luôn ha, đem vào mà khoe với bạn bè là nó thiệt đẹp trai số 1 thế giới. Rồi ok, còn bây giờ thì một like một đăng ký cho các bạn sẽ là một phút quân rờ chơi Toilet Tower Defense nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video này một ngày tốt lành. Bye bye.